Phương và Mạnh Tiến kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay thứ Hai ngày 23 tháng 11, chương trình thời sự sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh. Tổng kết công tác Hội Luật gia Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2020. Phóng sự, Tây Ninh hướng tới liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Thanh tra các cơ sở kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật tại Bến Cầu. Công an thành phố giải tán nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép. Đến Đà Lạt ngắm mùa hoa dã quỳ nở. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 11, tại Trường Chính trị tỉnh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng toàn thể cán bộ viên chức Trường Chính trị tỉnh. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm bày tỏ mong muốn đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương phát huy năng lực phẩm chất của mình, xây dựng tinh thần đoàn kết trong tập thể ban giám hiệu và cán bộ công chức viên chức của trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương hứa cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức Trường Chính trị tỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy, quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 48 ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng chống tội phạm phù hợp với từng địa bàn và từng đối tượng, luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Trong đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời một số vụ việc ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, xuất hiện nhiều gương quần chúng nhân dân tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đến nay đã có 82 cơ quan, 54 doanh nghiệp, 14 trường học trên địa bàn tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh xét duyệt công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và 77 trên 80 xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự. Củng cố duy trì nhân rộng và quản lý 14 loại mô hình hoạt động có hiệu quả. Trong đó, mô hình nhóm Zalo tuyên truyền phòng chống tội phạm mang tính đột phá được triển khai tại 9 trên 9 huyện thị xã thành phố với 783 nhóm trên 7.125 thành viên. Việc triển khai nhân rộng các mô hình phong trào tham gia tố giác truy bắt tội phạm đã giúp cơ quan công an điều tra khám phá, xử lý kịp thời hàng ngàn vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Là vùng kinh tế trọng điểm, động lực phát triển của cả nước. Tuy nhiên, Đông Nam Bộ đang gặp phải bất cập về kết nối hạ tầng giao thông. Vừa qua, báo Tuổi Trẻ kết nối với Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức hội thảo thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ. Hơn 200 đại biểu lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đã tham dự và cùng bàn luận và đưa ra nhiều giải pháp hết sức có ý nghĩa để giải quyết bài toán này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, cho rằng cần có cách đặt vấn đề mới quyết liệt hơn trong kết nối vùng vì vấn đề này đã được đặt ra suốt nhiều năm nhưng chưa thực hiện được bao nhiêu. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định Đông Nam Bộ đã và đang giữ vai trò quyết định đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của cả nước với khoảng 45% tổng sản phẩm quốc nội GDP và khoảng 60% ngân sách. Vùng Đông Nam Bộ đang đối mặt với một hạ tầng đang quá tải, tắc nghẽn, thiếu đầu tư đúng mức, thiếu sự kết nối mang tính đồng bộ và bền vững. Đây là nguyên nhân tác động trực tiếp làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong vùng. Do đó, hội thảo là bước kết nối quan trọng để các đại biểu trao đổi, thảo luận về các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn có tính chất liên kết vùng, đồng thời nhận diện cụ thể những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất hiến kế cho chính phủ, các bộ ngành trung ương và các cơ quan liên quan chỉ đạo tháo gỡ để thúc đẩy tiến độ thực hiện. Ngày 23 tháng 11, Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ tổ chức hội nghị tổng kết Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2020.
Tham dự hội nghị có bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Tại hội nghị, đại biểu được ông Đỗ Minh Quang, Phó Chủ tịch Hội, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ cho biết, trong năm 2020, công tác thi đua khen thưởng các hội luật gia thành viên Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ đạt nhiều kết quả thiết thực, cán bộ hội viên đoàn kết tích cực, các thành viên trong hội khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được đề ra, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam và thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua do hội phát động đến cấp cơ sở với nhiều nội dung hình thức phong phú phù hợp với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cấp hội. Cụ thể, Hội Luật gia Tây Ninh, Hội Luật gia Bình Dương phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật trên báo in và báo điện tử của tỉnh. Năm 2021, Hội Luật gia các tỉnh Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để biểu dương khen thưởng và nhân rộng cách làm hay, ý tưởng tốt, những mô hình hiệu quả. Phấn đấu 100% thành viên hội hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu thi đua yêu nước do Hội Luật gia phát động trong năm 2021. Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh với vai trò cụm trưởng cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2020 đã chủ động đề nghị 100% thành viên trong cụm 4 đăng ký thi đua theo chỉ đạo Hội Luật gia Việt Nam. Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh có 9 trên 9 đơn vị cấp huyện và 13 trên 13 chi hội trực thuộc đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua năm 2020. Các thành viên trong Hội Luật gia các tỉnh Đông Nam Bộ gồm Ninh Thuận, Bình Dương, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình mới, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hội và công tác thi đua khen thưởng. Nhân dịp này, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ bình xét đề nghị tặng cờ thi đua cho Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh và tặng bằng khen cho 5 đơn vị trong cụm đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020. Ban Nội chính tỉnh ủy cho biết thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan. Trong năm 2020, Ban Nội chính tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan báo chí trong định hướng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng. Trong đó, đối với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã thường xuyên chủ động đổi mới đa dạng phong phú về nội dung và hình thức các tin bài, chuyên mục, chương trình về sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, các vụ việc, vụ án tham nhũng và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của các cấp, các ngành trong tỉnh, duy trì tốt việc phát sóng chương trình họp thư truyền hình, tiếp xúc cử tri, pháp luật và đời sống. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thấy được tác hại của tham nhũng, ý nghĩa và sự quyết tâm chính trị của Đảng, chính quyền đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Sáng ngày 23 tháng 11, Thị ủy Trảng Bàng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thị xã năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thị xã trong năm 2020. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đại diện các cử tri đã đề xuất, chia sẻ, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền thị xã về các nội dung xoay quanh các vấn đề chủ yếu về lĩnh vực đất đai, nâng cấp nhựa hóa một số tuyến đường và cống thoát nước, việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thường xuyên trễ hẹn, giải quyết tình trạng xe quá tải chạy tốc độ cao gây hư hỏng tuyến đường 789 đoạn từ cầu Cá Chúc đến ngã ba Cây Me thuộc xã Đôn Thuận. Lãnh đạo thị xã đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đề xuất của người dân, những ý kiến kiến nghị của người dân phản ánh, trao đổi đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã và các cơ quan chức năng làm rõ, trả lời cụ thể ngay tại buổi tiếp xúc. Thưa quý khán giả, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trong năm 2020 ước đạt 10.050 tỷ đồng, đạt 100,5% dự toán, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đánh giá cao nỗ lực của ngành thuế và các huyện, thị xã, thành phố. Mặc dù rất khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng thu nội địa của Tây Ninh không giảm. Trong khi đó, cả nước có đến 60 tỉnh thu nội địa bị giảm. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ nay đến cuối năm nặng nề, bình quân mỗi tháng phải thu 1.000 tỷ đồng. Ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị các ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra nợ động thuế, tổ chức đấu giá đất. Thưa quý vị, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo là mô hình mới. Những doanh nghiệp tham gia mô hình này muốn tổ chức vùng nguyên liệu đủ lớn để có sản lượng ổn định lâu dài cung ứng cho thị trường. Còn đối với người canh tác thì luôn mong đợi sản phẩm mình làm ra đạt năng suất cao và có thị trường tiêu thụ ổn định. Nếu đôi bên gặp nhau ký kết, cùng nhau chia sẻ thì ngành sản xuất lúa gạo chắc chắn phát triển bền vững. Mời quý khán giả theo dõi phóng sự
Tây Ninh hướng tới liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa gạo do phóng viên Hữu Tri thực hiện. Bình quân hàng năm, Tây Ninh có diện tích gieo trồng lúa gần 155.000 hectare. Riêng vụ đông xuân năm nay, Tây Ninh cũng xuống giống gần 43.000 hectare. Để nâng cao năng suất lúa trong canh tác, Tây Ninh cũng có chương trình lai tạo giống lúa, liên kết với các doanh nghiệp mở lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác hiện đại, cung cấp phân bón và hướng dẫn sử dụng hợp lý nhằm có sản phẩm hướng đến thị trường xuất khẩu tốt hơn. Bình quân hàng năm toàn tỉnh sản xuất được 602.000 tấn lúa thương phẩm, nhưng việc tiêu thụ lúa hầu như lệ thuộc hoàn toàn vào thương lái. Người sản xuất không chủ động được giá cả của sản phẩm do chính mình làm ra. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh cũng làm tốt vai trò cầu nối liên kết, xúc tiến thương mại, tư vấn, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, tiêu thụ hàng hóa cho nông dân theo hướng liên kết với nhiều doanh nghiệp thu mua lúa gạo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại huyện Bến Cầu, công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Hàng Việt là đối tác lâu năm của các hợp tác xã, tổ liên kết sản xuất lúa trong các khâu cung cấp phân bón, tiêu thụ sản phẩm lúa cho bà con nơi đây. Vừa qua, Trung tâm Khuyến Nông Tây Ninh phối hợp cùng Tập đoàn Lộc Trời cũng tổ chức chương trình Hội thảo liên kết, mục tiêu hướng tới ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa gạo lâu dài. Tại đây, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ đảm bảo phát triển vùng canh tác 2.000 hectare lúa trên địa bàn Tây Ninh để thực hiện chính sách bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Đơn vị bao tiêu là sẽ có đội kỹ thuật, đội bà công tham gia hỗ trợ trong quá trình sản xuất và theo dõi về quy trình kỹ thuật. Thứ hai, về chính sách hỗ trợ thì coi như là bây giờ bên tập đoàn Lộc Trời cũng hỗ trợ về giống, rồi phân thuốc để cho người dân là sản xuất, rồi sau đó mới thu về từ giá sản phẩm và trừ lại. Thứ ba nữa đó thì chúng ta cái quyền năm nay là sau khi lập đoàn Lộc Trời đó có chương trình liên kết đó, thì sẽ có một số đại lý tham gia trong quá trình thu mua để người dân lựa chọn sản phẩm nào phù hợp với tập quán sản xuất của mình để từ đó người ta sử dụng. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm rất được người canh tác lúa quan tâm. Buổi hội thảo liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh vừa qua thu hút gần 40 nông dân chuyên canh tác lúa trên địa bàn tỉnh tham dự hội thảo. Được nghe cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày thực trạng sản xuất tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn, những nghị định, thông tư, chính sách về khuyến khích, hỗ trợ sản xuất lúa, chính sách hỗ trợ, điều kiện tham gia mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản. Bà con nông dân cũng được Tập đoàn Lộc Trời giới thiệu phương thức thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo với tập đoàn, giải trình những thắc mắc về chính sách đầu tư, phối hợp thực hiện đối tác giữa tập đoàn với các hợp tác xã, tổ liên kết sản xuất trên địa bàn Tây Ninh trong thời gian tới. Công ty sẽ đầu tư vật tư nông nghiệp từ đầu đến cuối vụ không tính lãi nè. Bà con sẽ được hưởng những cái chính sách mà của công ty ban hành nếu tham gia vào cái này. Rồi bà con sẽ được hưởng những cái quy trình sản xuất tiên tiến để mang lại cái giá trị và cái giá cả nông sản nó sẽ cao hơn. Rồi thông qua này thì địa phương thì các cái tổ hợp tác, các cái cá nhân mà có các cái dịch vụ muốn tham gia vào cái mô hình này cũng sẽ được hưởng nhiều cái lợi trong mô hình lớn như vậy. Ví dụ như là kho bãi, rồi vận tải, rồi các cái cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Qua chương trình này, các tập đoàn, các doanh nghiệp còn có thể giúp địa phương quy hoạch lại vùng nguyên liệu, vùng sản xuất lúa gạo để giám sát chặt chẽ hơn, dễ dàng đưa khoa học kỹ thuật mới, áp dụng cơ giới hóa vào canh tác để quản lý dịch hại của cây trồng tốt hơn. Cũng từ chương trình này sẽ đưa các dịch vụ vào để hỗ trợ các vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu nông sản Tây Ninh, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giảm bớt yếu tố bất lợi trong vấn đề tiêu thụ nông sản, đảm bảo sản phẩm đến người tiêu dùng được an toàn hơn. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 11, Đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh tiếp tục thanh tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng trên địa bàn huyện Bến Cầu. Đoàn đến thanh tra cửa hàng vật tư nông nghiệp Sơn Nguyệt chuyên kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống tại ấp Long Hòa, xã Long Chữ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này cung cấp đủ hồ sơ liên quan đến việc kinh doanh. Tuy nhiên, đoàn cũng phát hiện và thu giữ 20 chai thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng, tiến hành lấy một mẫu phân bón, hai mẫu thuốc bảo vệ thực vật và hai mẫu giống đưa đi kiểm định. Tại đại lý Quy Cường, do ông Nguyễn Quy Cường đứng tên giấy phép kinh doanh ở ấp Long Hòa 2, xã Long Chữ, cơ sở này chưa cung cấp đủ hồ sơ liên quan việc kinh doanh. Đoàn cũng phát hiện và thu giữ 20 chai thuốc bảo vệ thực vật đã quá hạn sử dụng, tiến hành lấy một mẫu thuốc bảo vệ thực vật đi kiểm định. Thưa quý vị, để góp phần xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí điện,
Thời gian qua, Điện lực Hòa Thành có nhiều nỗ lực trong việc nâng cấp, cải tạo lưới điện nông thôn nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, đầy đủ, liên tục phục vụ sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân, đi đôi với tiết kiệm, giảm hao phí điện năng. Kết quả giai đoạn 2019-2020, Điện lực Hòa Thành đã tiết kiệm được trên 2.950.000 kWh, đạt hơn 120% kế hoạch. Bên cạnh đó, ngành điện còn triển khai các giải pháp thúc đẩy việc sử dụng năng lượng mặt trời áp mái, chú trọng tiết kiệm điện trong việc chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao hiệu quả sử dụng điện của khách hàng công nghiệp. Ngoài ra, phối hợp ban ngành các cấp tuyên truyền vận động người dân sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện chiếu sáng và lựa chọn những thiết bị ít tiêu hao điện khi mua đồ điện gia dụng. Nhìn chung, các công trình dự án lưới điện đáp ứng được nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã. Đến nay, toàn thị xã có 100% xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí điện. Để xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí điện, thị xã phải có hệ thống điện đạt chuẩn, có 98% trở lên hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Ngày 23 tháng 11, huyện Tân Châu phối hợp với Trung tâm Truyền máu khu vực Chợ Rẫy tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 5 năm 2020. Có 460 người là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân đăng ký tham gia hiến máu. Đợt này có anh Nguyễn Văn Hùng ở thị trấn Tân Châu là người hiến máu nhiều nhất với trên 70 lần hiến máu. Qua một buổi khám sàng lọc, kết quả Trung tâm Truyền máu khu vực Chợ Rẫy đã thu được 437 đơn vị máu. Trong năm 2020, huyện Tân Châu đã phối hợp với Trung tâm Truyền máu khu vực Chợ Rẫy tổ chức được 5 đợt hiến máu nhân đạo, qua đó thu được tổng cộng 2.236 đơn vị máu, đạt trên 120% chỉ tiêu cấp trên giao. Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hòa Thành tổ chức tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020. Năm qua, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã phối hợp với các ban đảng tổ chức mở 19 lớp bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị cho 1.100 lượt học viên, đạt hơn 100% kế hoạch. Ngoài ra, từ yêu cầu thực tiễn, Ban Tuyên giáo Thị ủy còn mở lớp bồi dưỡng chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ, cập nhật thông tin tình hình thời sự địa phương trong nước và quốc tế đến đội ngũ cán bộ đảng viên. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hòa Thành tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy giáo dục lý luận chính trị, trong đó chú trọng bồi dưỡng cập nhật những kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần xây dựng đảng cơ sở trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Dịp này, tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Thành tặng giấy khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020. Ngày 23 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hội Nông dân huyện Tân Biên tổ chức tập huấn công tác phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc cho cán bộ, hội viên, hội nông dân các xã thị trấn trong huyện. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cung cấp các nội dung về tác hại thuốc lá đối với sức khỏe của con người, ảnh hưởng tới kinh tế, môi trường sống và triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Các học viên cũng được trao đổi về luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan về phòng chống tác hại của thuốc lá, quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá, trách nhiệm vai trò của người đứng đầu tổ chức hội nông dân các cấp trong phòng chống thuốc lá. Qua buổi tập huấn công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đã giúp cho cán bộ, hội viên, hội nông dân nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá để tuyên truyền vận động gia đình và hội viên nông dân tự giác gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Cập nhật tình hình COVID-19 đến 18 giờ 20 phút. Trên thế giới, số ca nhiễm 59.080.520 người, số ca tử vong 1.395.340 người, số ca phục hồi 40.838.729 người. Tại Việt Nam, số ca nhiễm 1.307 người, số ca tử vong 35 người, số ca chữa khỏi 1.142 người. Tại Tây Ninh, số ca nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 7 người. Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 23 tháng 11 năm 2020, trên tỉnh lộ 784 tại khu vực ngã tư núi Bà Đen thuộc khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Tây Ninh và công an phường Ninh Thạnh tiến hành giải tán một nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện chạy xe biểu diễn và đua xe trái phép. Qua đó, tạm giữ 4 xe mô tô, mời làm việc 5 đối tượng. Qua làm việc, được biết các đối tượng này có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi, sinh sống tại các địa bàn Gò Dầu, Dương Minh Châu, Châu Thành và thành phố Tây Ninh, sau đó tụ tập lại để chạy xe biểu diễn, nẹt bô, gây mất an ninh trật tự. Trước đó, vào các ngày 19 và 21 tháng 11, Công an thành phố Tây Ninh cũng đã giải tán hai nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe trái phép, kết quả tạm giữ 4 xe mô tô, mời làm việc 3 đối tượng.
Hiện các vụ việc đang được Công an thành phố Tây Ninh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, trên các trang mạng xã hội thường đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tài xế sử dụng chân để điều khiển vô lăng, chứ không phải bàn tay, khiến cho không ít người phải giật mình chứng kiến. Nhiều người thắc mắc rằng việc tài xế điều khiển xe bằng chân có vi phạm pháp luật hay không? Tình huống giao thông sẽ cùng quý vị khán giả giải đáp thắc mắc này. Dùng chân điều khiển vô lăng ô tô là hết sức nguy hiểm, vì khi đó người lái xe ở tư thế bị hạn chế tầm nhìn phía trước. Khi điều khiển ô tô bằng chân thì định hướng phản ứng của tài xế trước các tình huống va chạm bất ngờ sẽ chậm hơn với việc điều khiển xe bằng tay. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và hình thức xử phạt rất cao. Căn cứ Nghị định 100 quy định, hành vi dùng chân điều khiển xe ô tô khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Trường hợp tái phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng. Những ngày này, hoa dã quỳ nở rộ và đây cũng là thời điểm du khách tìm về thành phố Đà Lạt để được hòa mình với khung cảnh mộng mơ. Ven các con đường thì dã quỳ bung nở tạo nên một thảm vàng rực rỡ. Sắc vàng ấy như sưởi ấm cao nguyên và mê hoặc bất kỳ ai lạc bước ngang qua. Đến Đà Lạt để ngắm và để cùng chụp ảnh với dã quỳ thì đừng đi vào vùng đồi đô, nhà cửa chen chúc. Cũng đừng đến những vùng trồng hoa phủ trắng nhà kính, nơi đó không có chỗ cho những loài hoa thôn dã. Dã quỳ cần không gian rộng rãi, cần đất rộng mênh mông và cả cái không khí trong lành. Mùa đông Đà Lạt là mùa đẹp nhất năm, trời lạnh, khô, trong lành và nắng vàng trong. Dã quỳ hoang dại nhưng khó tính, phải chờ đất trời vào mùa đẹp mới chịu buông nụ hoang ca. Mùa hoa dã quỳ ở xứ cao nguyên cũng không kéo dài được lâu, ngót nghét tầm một tháng. Dù ít ỏi nhưng cũng đủ để những ai yêu thích không gian vàng rực dã quỳ tìm tới nó dù ở những nơi rất xa. Sau một tháng phủ vàng rực rỡ, dã quỳ lùi vào tán lá xanh để đất cao nguyên đón một mùa hoa mới, không rực rỡ nhưng đậm thắm. Theo thời gian, không gian dành cho dã quỳ hẹp dần. Thế nhưng, đây vẫn là loài hoa gây bao nhớ nhung cho du khách mỗi lần có dịp đến với Đà Lạt vào dịp cuối năm. Những cung đường ngập tràn sắc vàng của dã quỳ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của rất nhiều nhiếp ảnh gia và người yêu thích du lịch. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý khán giả xem lại chương trình thời sự tại địa chỉ website tayninhtv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.